tiệm đồ cưới 2 tầng cháy ngùn ngụt ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Khói lửa bao trùm tiệm áo cưới tại căn nhà 2 lầu ở phường 9, quận Phú Nhuận. Trong tiệm có 3 người kịp thời thoát ra ngoài nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 4, đám cháy phát ra từ biển hiệu của tiệm áo cưới trên đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên trong tiệm hô hoán 2 người ở lầu 2 nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi lửa bùng lên dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ. Ít phút sau, lửa bao trùm tầng trệt của căn nhà. Nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa bất thành. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Phú Nhuận cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường, kéo vòi rồng dập lửa và chống cháy lan các cửa hàng bên cạnh. Hỏa hoạn được dập tắt xong đã thiêu rụi nhiều tài sản. Biển hiệu trơ khung, khói đen ấm lên các tầng trên và một tiệm áo cưới bên cạnh.